Làm gì á? Cá ăn. Cá ăn hả? Bế màu hả? Bế màu. Mấy cá tạp. Ồ, cá tạp cũng đẹp quá hả Quân? Sao Cưng không kiếm chỗ rộng rộng nuôi kiểu kiểu cho đẹp, sao nuôi trong cái hũ nhìn thấy nó mộc mạc quá vậy? Cá tạp mà nuôi trong đây rồi. Thấy bế màu cũng đẹp ghê nè. Ôi, này dòng gì? Nó lai hả? Dòng đỏ. Dòng đỏ sao có con đuôi đen nữa, nó lai hay gì? Nó dòng xanh đấy. Anh thấy trình trước nhà Cưng có cái chậu cây á Quân. Thấy trồng cỏ nó không á, sao Cưng không tận dụng lại cái đó, mình sẽ làm một cái hồ thủy sinh, mình trồng, mình nuôi mấy con cá này nè. Đẹp lắm á. Đẹp không? Đẹp. Anh thử ra. Anh có coi trên mạng, nhiều người ta cũng làm vậy rồi, chứ anh thử thì anh chưa thử. Nhưng mà đẹp lắm, thấy cũng đẹp lắm. Ở nhà Cưng có than tổ ong không? Có. Có luôn hả? Ừ. Rồng có sẵn luôn nè. Phân nành có không? Hả, không đó, không có. Giờ phân dễ rồi, mình lấy đất cũng được nữa. Đất dẻo dẻo á. Cái mình làm một cái lớp ở dưới, xong mình để than tổ ong lên. Cái mình trồng rong rồi riêu rồi vô. Đẹp lắm á. Làm không? Thử coi. Đi. Chứ anh thấy cái chậu đó Cưng để trồng cỏ không phí á. Nè Quân, anh thấy cái chậu này nè Quân. Chậu trồng cây nè, mà anh thấy cỏ này kia đâu không, mà trong đây nó phí lắm. Này giờ mình sẽ nhổ cái này ra hết đi. Mình sẽ đắp lại một cái hồ thủy sinh nuôi cá chơi ha. Đây cái chậu này nuôi cũng rất ok luôn á. Vừa luôn á Quân. Thả mấy con cá bể màu lúc nãy vô nhìn thấy là sinh động liền luôn á. Giờ trước mắt mình sẽ nhổ mấy cái này ra hết. Mọi người, mình đã tìm được một chỗ mình để đào đất rất là lý tưởng. Ở đây thứ nhất là gần cái chuồng bò, nó sẽ có cái lượng phân nó ra ngoài đây. Thứ hai nữa, chỗ mà mấy con trùng nó đào nó đùng đất lên nè mọi người. Chỗ này là cái nguồn đất rất là tươi xốp luôn, với lại dinh dưỡng cũng có nữa. Đây, lấy vô Quân. Có một số con trùng đây nè mọi người. Đất tươi xốp như vậy là nó đã có dinh dưỡng rồi nè. Trùng này họ bỏ vô nước sao sống nữa. Trùng này trùng nước á, trùng này câu cá. Trời ơi, con trùng rất là to luôn. Để cho mọi người con trùng nè. Rồi, đốt tiêu rồi. Rồi đây mọi người, phân mình đã đem về tới nhà rồi. Nãy em mình nó cũng lụm được hai cục than tổ ong. Đây là than mà đốt rồi á. Hồng sẽ lấy cái này nè. Nhưng mà mọi người mình sẽ cạo bỏ cái lớp cắn cắn bên ngoài ra. Mình chỉ lấy cái ruột lõi đỏ trong thôi ha. Cho em mình ngâm cái. Hết không? Chậu này nói chung là cũng rộng á mọi người, khoảng 2 gang. Cái này là thà trồng rong vô, thả cá vô cũng rất là đẹp luôn á. Rồi trong quá trình em mình ngâm than ở đây, giờ mình sẽ bỏ đất mình làm cái lớp nền ở dưới đáy trước. Thì theo cái lượng rong, lượng cây mình trồng mà mình bỏ phân nhiều hay ít. Cái này mình trồng vài cây rong mà, cho nên phân đất cũng không nhiều lắm. Cây cũng còn trùng quá chừng luôn mọi người. Cả bỏ lớp đất sét. Lấy phần cây cứng. Mình để cái đó không được ha. Để vô đụng giả vậy. Có nghĩa là cái lớp này là mình để là nó tan vô nước, nó làm đục nước hả? Cứng cứng rồi. Tại vì mấy cái này anh cũng không có rành lắm. Này chắc hồi phải rửa lại nước nữa Quân. Có riêng ở đây nhưng mà nói chung là cái ruột ở chính giữa là ngon nhất nè. Nó đốt rồi nó cháy, nó cứ ngắt luôn á, như cục đá.
Rồi sao tình hình đó giờ anh em mình đã rửa cạo rồi xóc xong hết giờ nước trong rồi nha mọi người. Đó, rửa giờ nước trong hết rồi. Giờ mình sẽ đập bỏ vô trong cái chậu này ha. Cái chậu mình đã bơm nước vô rồi, nước cũng rất là trong luôn. Đây. Giờ mình sẽ đi lấy rong ha, rong cái mình sẽ trồng vô đây. Nếu mà hả trồng vô nước trong thì mình để luôn, còn hả nước nó hơi đục cái mình xả ra cái mình sẽ bơm lại thêm nước mới nữa. Tại vì khi mình chọt ở dưới cái phân nó lên á. Đây là cái hồ rong của cu gưng. Vậy vô tiếng khọt trống hả? Ê vậy nha, để lên vô nha Dương. Mình sẽ vô mình lấy ít rong nha mọi người. Chồng em bỏ nước cứ cá chồng em tốt lắm. Ô nước lạnh dưới hả? Tắm tiền anh tự. Nó lại ngắt luôn mày. Đây cái bèo này ở dưới đít nó đọc cái màu đỏ ha. Chịu nhật cái bèo tay đỏ. Mình sẽ lựa mấy cái đọt rong. Sao rong này anh thấy mỏng manh quá Quân. Chồng bữa em nhắc mấy nhánh bỏ vô bờ ra vậy. Cái này được rồi. Cái này bắt đầu mình sẽ trồng xuống. Đây là bèo Nhật nè mọi người. Mình sẽ lấy ít tai bèo Nhật ha. Mình lấy tai bự bự nè. Sẽ bỏ vô hồ cho nó đẹp. Bèo này là mấy người nuôi cá kiển thường tôi chơi bèo này nè. Nó không có to như là bèo dâu ở dưới sông của mình. Mà bèo này nó làm thứ nhất nó làm cho nước trong nữa. Cái bộ rễ nó hút chất độc á, chất cặn á. Với thứ hai nữa là nó làm mát, mấy con cá nó có nơi trú ngụ nó mát. Ok, ở đây mọi người, đây là rong mình mới đem vô cho cô Quân, gồm có rong trứng, rong trứng với rong xương cá. Con này là bèo Nhật, con này là rong đuôi tròn, rong này anh thấy nó mỏng manh quá, Quân trồng cẩn thận nha. Đây mọi người, nãy giờ mình đã trồng rong đồ à, bơm nước đồ xả ra một phần nữa, nó trong trở lại rồi. Giờ mình sẽ bỏ bèo vô nha. Đây là bèo Nhật nè, mình bỏ ít tay bèo vô. Hồi cưng nhớ hút nước ra bớt nha Quân. Còn cái này chắc cá thì để chắc ngày mai á. Ngày mai cho nước nó ổn định rồi mình sẽ thả cá vô ha. Chứ bây giờ mình thả sớm quá, nước còn mới á, cá bỏ vô sẽ dễ bị sốc nước lắm. Rồi, ngày mai mình sẽ gặp mọi người nha. Để cho một ngày cho nước nó ổn định lại. Rồi đây mọi người, cái chậu thủy sinh á, anh em mình trồng hôm qua, hôm nay nước cũng đã trong rồi. Wow, nước rất là trong luôn á mọi người. Giờ anh em sẽ bắt đầu bắt cá, mình thả vào trong cái chậu này nha. Mình sẽ vớt ít cặp bảy màu với đi thia nữa. Bỏ vậy một con hai con đi thia vô cho cái hồ nó sinh động ha. Đây cũng rất là đẹp luôn á mọi người. Đuôi rất to luôn. Fingon này, mấy con này cá fingon nó còn tơ á, cho nên cái màu cũng chưa có đậm lắm. Đây là còn con fingon mà nó đang đẻ nè mọi người. Đây là dòng ri bông nè. Cái màu có đậm á. Đây, cái mấy ốc táo của con em mình nuôi này nó to cả này nha mọi người. Đây còn đây là cái trứng nó đang chuẩn bị nở nè. Nó hơi đen đen nè. Rồi trong đây thì có một số nó nở cũng được thời gian rồi. Con ốc nó cũng hơi trọng trọng chút rồi. Ốc này ốc táo nó cạp riêu dữ lắm. Hồi cưng bắt ít con thả vô trong cái chậu luôn Quân. Rồi đây, nãy giờ anh em vớt cũng được thao cá bảy màu rồi. Bây giờ mình sẽ thả vô luôn nha mọi người. Có mấy con ốc đây nữa. Mình thả vô luôn. Đây.
Hôm nay mấy bé này sẽ có một cái ngôi nhà mới. Cái ngôi nhà này nó sẽ phát triển, mấy con cá sẽ phát triển tốt hơn là ở trong kia. Tại vì ở dưới kia nó có một lớp phân, rồi rong rêu, rồi có ba cái sỏi đá rồi nữa. Nó tạo cái môi trường tự nhiên đó mọi người. Mấy con cá này sẽ mau lớn hơn. Hy vọng là một thời gian nó sẽ đẻ ra một bầy cá con trong đây ha. Mấy con ốc táo nữa mình thả vô đây luôn. Rồi như vậy là cái chậu trồng cây mình đã set up xong nha mọi người. Rồi mọi người xem video của mấy anh em mình thấy hay thì nhớ cho mấy anh em mình một like, một đăng ký kênh và chia sẻ. Rồi bye bye, bye bye mọi người, bye bye.